vicino. Đối với nhiều người, xem phim chính là giải pháp giải tỏa căng thẳng hữu hiệu nhất sau những ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, chắc hẳn ai cũng đã từng có trải nghiệm không mấy tốt đẹp khi lựa chọn phải hàng ghế không phù hợp. Ví như nếu ngồi ở hai bên cánh thì mắt phải căng ra, còn nếu ngồi ghế phía sau thì lại có cảm giác xem không được rõ. Vậy để thưởng thức hình ảnh, âm thanh và kỹ xảo của bộ phim một cách trọn vẹn nhất, chúng ta cần phải lựa chọn vị trí nào cho phù hợp? Vị trí ở giữa rạp không phải lựa chọn thông minh. Theo nhiều mặt phim, việc chọn vị trí trung tâm ở chính giữa chưa chắc đã là tốt nhất khi xem phim chiếu rạp. Lý do cho điều này cũng rất đơn giản. Khi muốn phát một bộ phim lên màn ảnh rộng, người ta sẽ dùng máy chiếu, chiếu ánh sáng lên màn hình. Theo nguyên lý phản xạ quang học, ánh sáng chiếu vào màn hình được phản xạ lại vào mắt khán giả. Nếu ngồi ở vị trí trung tâm, hướng thẳng đến màn hình quá lâu, mắt sẽ dễ bị mỏi và không thể thưởng thức trọn vẹn bộ phim. Khi xem phim 2D thì nên lựa chọn ghế nào? Đối với phim 2D thì kích thước phòng chiếu lại là nhân tố chủ đạo. Có một nguyên tắc mà ít người biết, đó là nếu phòng chiếu có 10 đến 15 hàng ghế thì hãy chọn hàng ghế thứ 5 và thứ 6. Nếu phòng chiếu có 16 đến 20 hàng ghế thì dãy thứ 7 và thứ 8 là vị trí tốt nhất. Còn nếu phòng chiếu lớn từ 20 hàng ghế trở lên thì hãy ngồi ở hàng ghế thứ 9, thứ 10. Để xem phim 3D được sướng hơn thì ta phải làm sao? Với kỹ xảo hiện đại cùng dàn âm thanh đỉnh cao, phim 3D sẽ khiến nhiều người thỏa mãn khi đã bỏ ra số tiền lớn để xem. Tuy nhiên, để có thể nhìn thấy bao quát màn hình, rõ từng góc độ, nét mặt diễn viên, bạn hãy chọn vị trí 2/3 tổng số hàng ghế tính từ màn hình. Cụ thể, nếu trong rạp có 25 hàng ghế thì hãy chọn hàng ghế 16-17. Nếu rạp có 20 hàng ghế thứ 13-14 sẽ là vị trí tốt nhất. Đâu là vị trí có âm thanh tốt nhất? Vì các loa bass được đặt ngay sau màn chiếu, nên ở những hàng ghế gần cuối, âm thanh nghe sẽ chân thực và sống động nhất. Tuy nhiên, vị trí này lại khá xa màn ảnh. Nếu bạn yêu thích âm thanh chân thực, hãy chọn hàng ghế 18-19 nếu trong rạp có tổng 25 hàng ghế, hoặc 15-16 nếu rạp có 20 hàng để có thể cảm nhận rõ cả về âm thanh lẫn hình ảnh. Năm 2014, tạp chí y khoa Lancet đăng tải một nghiên cứu của nhà thần kinh học Oliver Sacks và các đồng nghiệp. Trái với những gì bạn đang hình dung về một báo cáo khô khan và chi chít số liệu, Oliver Sacks đã dành một trang giấy chỉ để kể chuyện. Làm đúng điều mà ông vẫn thường làm trong những cuốn sách bán chạy nhất của mình được The New York Times bình chọn. Câu chuyện kể về một người phụ nữ nhìn thấy khuôn mặt rồng. Tháng 7 năm 2011, một người phụ nữ 52 tuổi đã đến phòng khám tâm thần ngoại trú của chúng tôi ở The Hague, phía Tây Hà Lan với một tiền sử bệnh lý kéo dài từ lúc sinh ra tới bây giờ. Bà ấy nhìn thấy khuôn mặt của mọi người biến thành khuôn mặt rồng. Bài báo mô tả người phụ nữ vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của những người xung quanh. Nhưng chỉ sau vài phút, tất cả các khuôn mặt sẽ hóa đen và mọc ra hai chiếc tai nhọn. Bà ấy sẽ thấy miệng người đối diện nhô ra, trong khi da mặt họ biến thành vảy sừng và đôi mắt người thì màu vàng, người màu lục, người xanh lam hoặc đỏ. Người phụ nữ bị ám ảnh bởi hình ảnh những con rồng, ngay cả khi nhìn vào một bức tường, một ổ cắm điện hoặc màn hình máy tính. Bà cũng thấy những con rồng bay ra khỏi đó và hướng mặt về phía mình. Trở lại thời điểm 52 năm trước, mẹ bà ấy sinh bà ra trong bọc điều, nghĩa là màng ối còn nguyên, một hiện tượng khá hiếm với tỷ lệ 1 trên 80.000. Có thể màng mô che trên mặt bà ấy đã ảnh hưởng đến thị lực của bà trong suốt cuộc đời sau này, nhưng không chắc. Từ thời thơ ấu, người phụ nữ đã thấy những khuôn mặt xung quanh biến thành mặt rồng, nhưng nó không gây ra phiền nhiễu gì cho một đứa trẻ. Chỉ đến khi lớn dần lên, bà mới nhận ra cách mà mình nhìn thế giới không giống với mọi người. Không phải ai cũng nhìn thấy người khác biến thành rồng giống như mình. Ngoài việc nhìn thấy ảo giác mặt rồng, bà còn thường bị đau đầu và còn gặp một ảo giác nữa về những con kiến khổng lồ bò trên tay.
Mặc dù có xu hướng rụt rè và sống tách biệt với thế giới, người phụ nữ 52 tuổi vẫn đi học, tốt nghiệp, đi làm, kết hôn và có một cô con gái. Các bác sĩ đã thực hiện một cuộc kiểm tra thần kinh tổng thể, nhưng nó không giải quyết được gì cả. Phim chụp cộng hưởng từ cho thấy một số tổn thương loang lổ trong chất trắng của não bộ, nhưng không có gì quá đáng để chú ý, không có khối u, không đột quỵ, không có đặc điểm giải phẫu học nào kỳ lạ. Các bác sĩ chỉ có thể kê cho bà một loại thuốc chống động kinh và sau đó là thuốc thường dùng cho bệnh nhân Parkinson. Ảo giác sau đó giảm nhẹ, người phụ nữ vẫn tiếp tục làm việc ở tuổi 52, nhưng tương tác của bà với các đồng nghiệp được cải thiện. Bài báo của Shark kết thúc ở đó, không có một lời giải thích nào nữa. Ông và các bác sĩ khác hẳn là đã không thể đưa ra được bất kỳ chẩn đoán nào, họ chỉ biết kể lại một câu chuyện như vậy. Một năm sau, Shark qua đời vì bệnh ung thư gan. Nghiên cứu hay câu chuyện của ông vẫn còn đó trên Lancet, như thể một câu đố được quăng vào tương lai để những nhà khoa học khác giải mã. Có thể điều mà Shark muốn là trong một khoảng thời gian nữa, có thể là vài năm hoặc cũng có thể là hàng thế kỷ, một nhà thần kinh học khác sẽ đọc câu chuyện này và tìm ra điểm chung giữa nó với một trường hợp bệnh nhân khác. Anh ta sẽ thực hiện các thí nghiệm mới và hoàn thành công việc, giải thích ảo giác mặt rồng, chẩn đoán và gọi tên ra căn bệnh hoặc hội chứng, từ đó đưa ra một phương pháp điều trị tiêu chuẩn. Còn trong những năm cuối đời của mình, Shark chỉ có thể kể lại câu chuyện mà ông gặp trên bệnh nhân, mô tả nó một cách chi tiết, không giải thích, không chẩn đoán. Đó là một nghiên cứu thuộc loại case study hay nghiên cứu trường hợp. Không rõ từ khi nào các bác sĩ bắt đầu viết các mô tả tương tự như nghiên cứu trường hợp, nhưng chắc chắn nó đã bắt đầu từ thời Hippocrates. Đây là một đoạn tài liệu mà cha đẻ nền y học phương Tây đã viết về một bệnh nhân từ năm 400 trước công nguyên. Thesis, một người phụ nữ có tâm trí u sầu và đau khổ từ một nguyên nhân vô tình bị ảnh hưởng bởi mất ngủ, chán ăn, khát và buồn nôn. Ngày đầu tiên, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, người phụ nữ thấy sợ hãi, nói nhiều, uể oải, sốt nhẹ. Vào buổi sáng, những cơn co thắt thường xuyên xuất hiện, và khi chúng chấm dứt, người phụ nữ nói chuyện không mạch lạc và tối nghĩa. Ngày thứ hai, trong cùng một trạng thái, người phụ nữ không ngủ, sốt cấp tính hơn. Ngày thứ ba, nước tiểu màu đen, có những chất váng mỏng, trôi nổi trong đó không lắng xuống đáy, hành kinh nhiều. Trường hợp được Hippocrates mô tả ở đây vẫn còn là một câu hỏi mở sau hàng ngàn năm. Thật khó để tìm ra một chẩn đoán ứng với tất cả các triệu chứng này. Những nghiên cứu trường hợp đã được tiến hành xuyên suốt trong nhiều thế kỷ. Nhà thần kinh học Sigmund Freud từng tập hợp các câu chuyện của những bệnh nhân đơn lẻ để xây dựng lên chuỗi lý thuyết mới về tâm thần học. Ngay cả William Osler, cha đẻ nền y học hiện đại, đã bảo vệ truyền thống ghi chép và báo cáo các quan sát đơn lẻ. Nhưng trong những năm gần đây, khi các nguyên tắc ngầm của y học di chuyển từ mô tả đến cơ học, từ quan sát đến giải thích và từ giai thoại đến thống kê, nghiên cứu trường hợp đã không còn được ưa chuộng. Các bác sĩ bắt đầu ưu tiên các phương thức nghiên cứu dựa trên thí nghiệm và tính khách quan. Nghiên cứu quan sát chỉ được coi là khúc dạo đầu cho các thử nghiệm và giải thích sau này. Năm 2003, biên tập viên của tạp chí Tâm thần học Anh thậm chí đã viết rằng: "Tôi đã đẩy nhanh sự sụp đổ của báo cáo trường hợp để loại trừ chúng, những gì tôi coi như vấn đề tâm thần tầm thường." Ngay lập tức, một số bác sĩ đã gửi những lá thư giận dữ đến tạp chí. Họ chỉ trích sự phân cực của giới học thuật bây giờ khi dành quá nhiều ưu tiên các nghiên cứu thống kê mà gạt bỏ những báo cáo trường hợp, coi chúng như chuyện vặt. Tại sao những câu chuyện như người phụ nữ nhìn thấy khuôn mặt rồng thường không còn chỗ trong các trang tạp chí khoa học? Có vẻ như chúng ta đang bỏ lỡ tầm quan trọng của các nghiên cứu trường hợp, của các quan sát, ghi chép, những triệu chứng phân tán nhưng sống động. Các nghiên cứu chôn giấu những bí mật y khoa đã từng truyền cảm hứng cho những suy nghĩ mới về bệnh lý của con người. Đâu đó trong các nghiên cứu trường hợp về miễn dịch ung thư, về kích thích não sâu cho bệnh nhân tâm thần hay các lĩnh vực nghiên cứu khác, những kết quả kỳ lạ và bất ngờ vẫn có thể diễn ra. Chúng có thể là khởi điểm cho câu trả lời của những câu hỏi lớn. Có lẽ nghiên cứu trường hợp nên được hồi sinh, mặc dù nó không đưa ra được chẩn đoán hoặc lời giải thích, nhưng những nghiên cứu trường hợp như người phụ nữ nhìn thấy khuôn mặt rồng sẽ là nơi các triệu chứng được ghi lại một cách đầy đủ và sinh động nhất, giúp cho những thế hệ sinh viên y khoa trong tương lai tìm được niềm cảm hứng để giải mã những bí ẩn được dành lại cho họ.